chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tiền Ô Tô Của Sài Gòn. Thì hôm nay thì sẽ mang đến cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe Kia Rondo máy xăng số tự động mới vừa về bên Tiền luôn ha. Chiếc này được sản xuất là năm 2016 nè, đăng ký lần đầu tiên là tháng 9 năm 2016 rồi mọi người. Thì chiếc này đã đi được đâu đó tầm khoảng 75.000 km rồi. Thì Tiền công bố giá luôn ha. Chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 478 triệu. Bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe ha. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng nha. Xe này là một chủ từ đầu luôn, một chủ từ đầu tới nay nha. Đó, xe mới về chưa có vệ sinh gì hết thì Tiền quay cho mọi người xem luôn á. Tại vì cái xe này nó cũng rất là hot. Đó, các anh chị nhìn ha. Xe này thì biển tỉnh nha. Đây, thì mở ra cho mọi người xem. 68A05158 ha. 68 là Kiên Giang nha mọi người. Đó, mọi người nhìn ha. Rồi, mình đi kiểm tra lốp nha. Đây, trước tiên thì nhìn Tiền cái độ hao mòn trước ha. Vỏ này thì đã được chủ trước của mình thay rồi ha, bốn vỏ thì đã thay rồi. Để Tiền tìm xem cái đách vỏ. Cái vỏ này thì cái đách vỏ nó lật vào trong rồi mọi người ơi, tí nữa mình sẽ kiểm tra cái vỏ phía sau ha. Rồi nhìn Tiền phần mâm luôn nha. Mâm thì Tiền thấy không có bị trầy xước nha, không bị trầy xước ha, cái này chỉ là bụi thôi. Rồi, tiếp theo ha. Ở đây thì Tiền thấy tay nắm cửa thì được mạ rôm nè, có ốp cho mình cái chén cửa ha, có dán phim cho mình luôn. Rồi, nhìn giùm Tiền keo chỉ cửa ha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với mọi người là xe không có đâm đụng hay là ngập nước gì hết, cho nên là các anh chị yên tâm nha. Đó, nhìn giùm Tiền phần ốp chân cửa phía trước nha. Đó, ở dưới này thì có nẹp bước cho mình nữa nè, nẹp bước trong và nẹp bước ngoài ha. Nhìn giùm Tiền phần ốc chân cửa phía sau luôn, còn nguyên zin nha mọi người. Xe bên Tiền thì bao test hãng rồi cho nên là các anh chị mình yên tâm ha. Rồi, mình kiểm tra cái vỏ này đi, xem cái đách vỏ nó là bao nhiêu nha. Đây, tuần thứ 37 của 2019 nè. Vỏ này vỏ 2019 nha các anh chị nha. Đó, rồi mình ra phía sau nha. Thì xe này Tiền thấy có trang bị cho mình cam lùi rồi nè ha. Cam lùi nha, có cảm biến lùi cho mình luôn, bốn cảm biến lùi ha. Rồi, để Tiền mở cốp nha. Cốp này thì có ti ben trợ lực ha. Rồi, trước tiên thì mọi người nhìn giùm Tiền phần ốc cốp trước nha. Đó, ốc cốp và keo chỉ nha. Các anh chị nào mà mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn đến kiểm tra xe thoải mái ha. Đó, bốn ốc cốp còn nguyên nha. Rồi, cái này thì lót cốp nha mọi người, lót cốp 5D ha. Rồi, sau lưng của từng hàng ghế phía sau mọi người, hai hàng ghế phía sau ha, thì có lót cho mình một cái 5D vậy, nhìn nó rất là sang mọi người. Đó, hai hàng ghế phía sau ha. Rồi, Tiền đóng lại nha. Rồi, mình ra phía trước mình kiểm tra phần nội thất ha. Rồi, nhìn giùm Tiền nha. Xe này thì mình được trang bị ghế da với tông màu đen ha, đen và viền đỏ nha. Đó, còn rất là mới. Rồi, sàn thì trải simili cho mình rồi nè, có tắp đi sàn ở trên luôn, rất là sạch sẽ ha. Còn trần thì đã được bọc trần cho mình rồi nè. Đó, hàng ghế phía sau này thì mình có hộc gió làm mát luôn nha, rất là tiện ha. Rồi, Tiền đóng lại nha. Xe này Tiền nghĩ mình mua về là mình sử dụng ngay, không cần phải trang bị thêm gì nữa hết. Mọi người Tiền thấy là khá đầy đủ rồi đó. Rồi, trước tiên thì nhìn giùm Tiền cái phần vô lăng trước nha. Vô lăng thì Tiền thấy còn rất là mới nha, không có bị trầy xước gì hết trơn á. Đây là những tính năng trên xe ha. Đó, có lẫy chỉ số trên vô lăng luôn nè mọi người. Đó, rồi nhìn giùm Tiền đồng hồ nha. Thì xe này mình đi được 75.271 km nè. Đó, nhìn qua phía bên này giùm Tiền luôn ha. Đó, mọi người nhìn sơ nhé. Xe này thì bản tiêu chuẩn cho nên là nó sẽ không có cửa sổ trời nha mọi người.
Đây là học đựng đồ và bể để tay ha. Đó. Rồi, bây giờ thì sẽ tắt máy mình ra phía trước mình kiểm tra phần động cơ ha. Rồi, trước tiên thì anh chị nhìn giùm toàn phần ốc của nắp capo trước nha. Đó, còn nguyên zin nha. Nhìn giùm toàn keo chỉ luôn ha. Rất là liền lạc ha, không có bị đứt quãng gì hết. Đó, các anh chị nhìn phần ốc máy giùm toàn nha. Rồi, tiền đóng lại ha. Rồi thì tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì đây là chiếc Kia Rondo máy xăng số tự động nha. Bản này là bản tiêu chuẩn nè. Được sản xuất là năm 2016 nhưng mà đăng ký lần đầu tiên là tháng 9 của năm 2016 mọi người. Xe này đăng kiểm với lại đường bộ là còn tới tháng 3 của năm 2022 lận. Đó, thì chiếc này đã đi được là 75.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 478 triệu. Nói chung giá đây tiền báo thì sẽ có bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Ngoài ra thì cái xe này tiền có hỗ trợ cho các anh chị là vay ngân hàng luôn. Vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Nếu mà các anh chị nào mà cảm thấy thích chiếc này á thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B, quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì ngoài cái xe này ra thì hiện tại bên tiền cũng đang chuẩn bị về thêm những cái xe 5 chỗ, 7 chỗ khác nhau nữa. Các anh chị nhớ theo dõi kênh của tiền để lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền ha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh theo dõi tiền nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.